Chương 135. Hừm, là con yêu tinh niệm nhà. Chắc chắn đã hoàn toàn mất đi rồi. Sở lão nhìn Cố Trường Thanh không mảy may chuyển động, trong lòng anh nói trong tâm tư, cho dù ngươi là ai, trong trường hợp không phòng bị, sau khi bị đòn tấn công này của ta, không còn khả năng sống sót nào cả. Nhân vì đã lâu ta không sử dụng đòn tấn công này, linh hồn bị hủy diệt, để lại một xác thể nguyên vẹn, để thân xác của ngươi lưu lạc mãi mãi trong vũ trụ. Sở lão quay đầu, định thu lại hỏa ma vĩnh yên, nhưng lại nghe thấy tiếng của Cố Trường Thanh từ phía sau sở lão không dám tin vào mắt mình khi xoay đầu nhìn thấy sự thản nhiên trên khuôn mặt của cố trường thanh ngươi không sao trò chơi kết thúc rồi trước khi sở lão kịp phản ứng các ngôi sao phía sau cố trường thanh bùng nổ như pháo hoa toàn bộ vùng sao hành tinh bị biến dạng trong khoảnh khắc này khe khe sở lão sợ hãi phát hiện bản thân mình như bị một cặp tay to vô hình nắm trong lòng bàn tay xương cốt trên toàn thân kêu kinh khủng anh cố gắng đấu tranh với nỗi đau nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cố trường thanh không ở giây tiếp theo một ý thức mạnh mẽ xông vào tâm trí anh như làm tan nát tương tác không gian, xé rách linh hồn anh. Trong nháy mắt, ánh mắt của Sở lão mất đi mọi sự sáng tỏ, và hỏa ma vĩnh yên trên cơ thể anh cũng tối đi theo đó. Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review 47. Vu Thành nhận ra rằng Sở lão không còn hơi thở nào, vội vàng hỏi. Nhưng không ngờ, một hình ảnh hùng vĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt Vu Thành, nắm chặt thân thể của Sở lão. Đừng lại gần ta." Vu Thành không tự chủ mà lùi lại vài bước, sự kiêu ngạo và tự mãn trên khuôn mặt anh biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi không thể tin được anh rõ ràng biết cấp độ sức mạnh của sở lão với sự bảo vệ của sở lão anh ta có thể tự do đi khắp tây vũ trụ nhưng ngay bây giờ người mà anh dựa vào để tự do lại bị người khác vô tình nắm trong tay vu thành anh trai sở lão bị sao vậy thiên nhi cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể vu thành không hiểu hỏi đứa con gái ngu ngốc này vu thành trong lòng lặng lẽ chửi nếu không phải vì cô ấy cứ phải có một con thần thú không gian cho thỏa mãn làm sao lại gây phiền toái với vị thần sát này nhưng lúc này việc tìm cách thoát khỏi mới là quan trọng nhất trên tay cố trường thanh dấu ấn màu xám lấp lánh bao phủ cơ thể của sở lão hỏa ma vĩnh yên của hoàng đế đã vào tay đây không phải là một dấu ấn vô hạn nhưng nó lại có khả năng đặc biệt nếu nó được sử dụng bởi sinh vật phù hợp chắc chắn có thể đạt được hiệu quả mạnh mẽ cố trường thanh suy nghĩ trong một khoảnh khắc trong lòng đã có sẵn một kế hoạch sau đó anh ta quăng đi vào thân thể chết chóc của sở lão lơ lửng trong không gian trở thành một mớ rác rưởi lang thang trong vũ trụ ta là thiếu chủ tộc căng vương cổ nếu anh dám xúc phạm ta sẽ đối mặt với cơn giận của toàn bộ tộc Cang Vương của chúng ta. Nhìn ánh mắt của Cố Trường Thanh dồn về mình, Vu Thành hoảng sợ nói: "Ồ, lại làm ta ngạc nhiên một lần nữa." Cố Trường Thanh cười nhạt, không ngờ chỉ là đi bắt một con thú thần, lại gặp được thiếu chủ tộc Cang Vương của Cang Vương cổ tộc. Dường như tộc Cang Vương đang ẩn náu ở một nơi nào đó trong Tây Vũ trụ, thật dễ dàng để tìm được. Từ lời của tổ tiên tộc Ni Nguyệt cổ tộc, anh biết rằng tộc Cang Vương cổ tộc từng là một trong bảy tộc phụ thuộc mạnh nhất của Nguyên Thủy Diệu Linh mà đã từng xuất hiện trên sao Lam. Khi Cố Trường Thanh sắp bắt giữ và tra khảo Vu Thành, thì đột nhiên Vu Thành ném ra một bùi giấy. Tờ giấy của đại bí ẩn và mạnh mẽ ngay lập tức hình thành một vòng sáng màu vàng, tách biệt Cố Trường Thanh và Vu Thành cùng với Thiên Nhi đứng bên cạnh anh. Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47. Hích đã chọc giận Căng Vương cổ đại và còn nữa, Vu Thành vuốt mặt và nói, "Không chỉ vậy, ngươi còn khiến huyết người cung cũng tức giận." Tiếp theo, chuẩn bị đối mặt với cuộc truy sát vô tận trên không gian sao. Ban đầu, Vu Thành trong ánh sáng màu vàng lại tỏ ra kiêu căng và tức giận những thần văn giả trên hiện trường không ai không muốn đến xé tan khuôn mặt của người này một tai họa không cần thiết hoàn toàn do hai người gây ra rất nhiều thần văn giả đã thiệt mạng không lý do trong cuộc xung đột vừa rồi nếu nói không căm hận trong lòng điều đó là không thể nhưng khi nghĩ đến tộc cang vương cổ đứng sau anh ta thần văn giả lại nén đi ý đồ tộc cang vương cổ đó là một sự tồn tại mà họ không thể chọc tức được trong khi linh vực ổn định vu thành lại phát ra một tia sáng màu đen xung quanh linh vực một cánh cổng loại nhỏ mở ra Vu Thành đặt tay về phía Cố Trường Thanh bên ngoài linh vực và làm điệu chặt cổ, vui mừng rời khỏi cánh cổng. Cố Trường Thanh không ngờ người này lại giấu một bảo vật để tự cứu mình, nhưng bất ngờ hơn là bảo vật này lại là một tờ pháp chú, với bản tính của một người lam tinh, không quen lạ gì với pháp chú. Có lẽ di sản của tộc Cang Vương cổ đã truyền từ sau xanh ra ngoài bằng pháp chú này. Nhìn thấy Vu Thành đã đưa một nửa cơ thể vào cánh cổng, Cố Trường Thanh giơ tay lên và nói: "Ta đã để ngươi đi chưa?" Vu Thành trong màn hình bất ngờ một chút, sau đó tỏ ra khinh bỉ và nói: "Ha ha, vậy ngươi có khả năng ngăn cản ta không ngay sau câu nói đó vu thành sửng sốt khi nhìn thấy chỉ một cú đấm của cố trường thanh đã làm linh vực được tạo ra bằng pháp chú tan thành điểm sáng và biến mất sức mạnh lớn đi qua kết giới linh vực tấn công vu thành và thiên nhi hai người như tấn công mạnh nôn máu không ngừng nếu không phải vì cố trường thanh muốn giữ mạng sống của vu thành và tìm ra vị trí tộc cổ của vương cang cú đấm vừa rồi đã làm cho cả hai người cùng với lỗ hổng không gian bị nghiền nát thành bụi sao trong vũ trụ tha cho ta đi vu thành lúc này anh ta không còn quan tâm đến danh dự và sự mặt mũi của một thái tử tộc vương cang anh ta chỉ muốn sống sót vì chỉ khi còn sống mới có cơ hội trả thù chết đi thì chỉ là báo thù mà thôi vu thành huynh trong một nghìn năm năm ta chưa từng bị đau như thế này cô ấy luôn được bảo vệ tốt bởi mẹ là hạo tuyết thương lam và không bị tổn thương hay bị đau đớn chút nào nguyên tưởng rằng khi đi du hành không gian cùng với thái tử tộc vương cang và có sự bảo vệ của yểu ma vĩnh dạ không gì có thể xảy ra nhưng lại vô tình chọc giận người không nên chọc giận lúc này tại học viện băng tuyết tinh xa phía tây của vũ trụ một người phụ nữ cao giáo mang vẻ ngoài hào hoa làn da trắng mịn đôi chân thon dài khuôn mặt trái xoan thanh tú vừa đập mạnh vào chiếc ghế bên cạnh một thanh kiếm màu xanh nước biển nhẹ nhàng rơi từ trên trời vào tay cô ngay sau đó một bộ giáp màu xanh băng bao phủ trên người cô bên phải cô chiếc kiếm màu xanh băng như con rắn đâm thẳng vào sẵn sàng gây ra đòn chí tử bất kỳ lúc nào người phụ nữ là chủ học viện băng tuyết tinh xa mẹ của thiên nhi thiên diên hạo tuyết thương lam với hình xăm thiên văn màu xanh nước biển nữ nhi cố lên ta sẽ đi cứu con ngay Thiên Diên Hạo Tuyết Thương Lam lạnh lùng như sao băng nói: "Dù ngươi là ai, dám động vào con gái ta, dù ngươi chạy đến cùng vũ trụ, ta cũng sẽ chém ngươi thành mảnh vụn." Đằng sau Thiên Diên Hạo Tuyết Thương Lam, một lỗ hổng không gian đang mở dần lên, ngoài khơi Huyền Vũ Thành. Vũ Thành cúi đầu van xin đầy phục lòng, hoàn toàn không quan tâm đến Thiên Nhi đau đớn ở bên cạnh. Anh ta chưa bao giờ khó chịu đến vậy với người phụ nữ này. Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47. Ừm, anh ta định giữ ta lại và đe dọa gia đình ta. Đúng, đừng giết ta, chỉ cần ta lừa ngươi một lát, liền có thể chạy thoát. Vu Thành thấy cố Trường Thanh không tiếp tục tấn công, trong lòng an tâm. Lúc này lỗ Hồng Không Gian phía sau anh ta bất ngờ tỏa sáng mạnh mẽ, một lực hút khủng khiếp truyền đến. Ha ha, muốn bắt ta? Mơ đi. Vu Thành cười lớn, ôm chặt Thiên Nhi mà kệ máu tươi lại chảy từ góc miệng, nhìn cố Trường Thanh với ánh mắt đầy thù hận. ấn phù thần này là món quà mà ông già đã trao cho anh để bảo toàn mạng sống. Màn sáng chỉ là tầng đầu tiên, tầng quan trọng là lỗ Hồng Không Gian. Lỗ Hồng Không Gian thông thường mở ra rất chậm nhưng một lỗ hổng được tăng cường bởi một sức mạnh vĩ đại có thể mở ra một lỗ hổng vi mô trong nháy mắt chuyển người đi một cách tức thì khi kẻ thù nhận ra anh ta đã ở ngoài hàng chục ngàn hệ sao tuy vui mừng chỉ trong chốc lát nhưng đòn đánh lại đến lần nữa con rồng đen trên vai cố trường thanh đột nhiên cắn vào lỗ hổng khiến lỗ hổng đang cố gắng hút vu thành và thiên nhi bên trong bất ngờ dừng lại trước ánh mắt không thể tin nổi của vu thành lỗ hổng nhỏ hơn trong một khoảnh khắc vu thành suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần trong một thời gian ngắn trải qua nhiều biến đổi sống chết ngay cả một người mang thần văn cũng không thể ổn định tinh thần nữa. Nhìn thấy lỗ hổng càng ngày càng co lại và dần trở nên không thể sử dụng, Vu Thành hoàn toàn suy sụp. Cố Trường Thanh cảm thấy khó chịu, đã mất quá nhiều thời gian ở đây. Đúng lúc đó, một tia sáng thần từ gần cửa Huyền Vũ Thành bất ngờ xuyên đến. Người nào đây? Cố Trường Thanh vẫy tay ngẫu nhiên, không gian rung động, tia sáng đó bị tan rã trong nháy mắt. Khí tức này, Cố Trường Thanh nhăn mặt, cảm nhận được khí tức quen thuộc từ tia sáng đó, hét lên: "Ngươi, con nhỏ, nguyên lai trốn tới đây. Ngươi này, đừng!" trong khi không ai có thể nhận ra không gian bầu trời dường như có một lực mạnh bùng phát khiến các thần văn ra giận tóc gáy người này là ai tại sao cố trường thanh lại tức giận đến vậy với cô ấy tất cả các thần văn đều nảy sinh câu hỏi này trong lòng trong khoảnh khắc đó cảm nhận được cố trường thanh đang mất kiểm soát với lỗ hồng vu thành một lần nữa tung ra ấn phù màu vàng ánh sáng màu vàng tái hiện tạo ra một lỗ hồng mới có thể trốn thoát vào lúc này vu thành không dám coi thường khi rời khỏi gia tộc ông già đã trao cho anh hai tờ ấn phủ bảo mạng ban đầu một tờ đã đủ và một tờ dự phòng không ngờ vu thành gặp nguy hiểm và đã dùng cả hai tờ hảo muốn chạy à cố trường thanh không ngờ rằng trong tay vu thành cũng còn một tờ ấn phù giống như vậy việc niệm nha xuất hiện khiến anh mất hoàn toàn kiên nhẫn lại một lần nữa tấn công và phá vỡ kết giới sức mạnh khủng khiếp của rồng đen xuyên thủng ngay trước mắt vu thành con thiên nga trong lòng anh biến thành mảnh vỡ mà không kịp kêu lên lời thảm thiết nào tuy nhiên cố trường thanh bị làm phiền và cuối cùng cũng chậm một bước tờ ấn phủ màu vàng mở ra lỗ hồng thứ hai đẩy anh ta vào trước khi lực lượng khủng khiếp đánh trúng vu thành một vết nứt xuất hiện trong không gian lỗ hổng không hoàn toàn đóng lại và biến thành mảnh vụn niệm nha cô trường thanh nhìn đến vị trí cửa lớn của huyền vũ thành và giận dữ hơi thở của niệm nha đã xuất hiện ở đó nhìn cô trường thanh nhắm mục tiêu vào cửa lớn của huyền vũ thành tất cả các thần văn đang ở cửa lớn đều hoảng loạn chạy trốn trước sự tàn ác của anh ta đã chạy rồi à sau một cuộc tìm kiếm một chút nghi ngờ xuất hiện trên khuôn mặt của cố trường thanh vừa mới không có bất kỳ biến động không gian nào con yêu tinh niệm nha làm sao lại có thể thoát ra trong thời gian ngắn như vậy sau một lúc khi xác định không tìm thấy niệm nha cô trường thanh tạm thời từ bỏ tạm thời để cho các người sống thêm một đoạn thời gian cô trường thanh lạnh lùng nhìn mọi thứ trong mắt anh ta những đám khói này không đủ làm ra chuyện chạnh lòng thái độ của anh ta vượt trội anh ta không bao giờ tức giận vì bất cứ ai gia tộc cang vương vì hành động của họ sắp đến ngày tận diệt thành tựu lớn nhất của lần này là thần vực ngư thú và gia tộc cang vương tiếp theo những người mà cố trường thanh muốn giết không có nơi nào trong vũ trụ mà họ có thể sống sót